dòng đời trôi ai biết đâu mà ngờ, tình yêu thương như núi cao như đại dương ngậm ngùi đắng cay thân cò, từng đêm thao thức bên con cuộc đời trái ngang đâu ngờ càng thêm xót xa. Cuộc đời ta ai biết đâu mà ngờ, từng ngày qua ôm nỗi đau riêng mình ta, đời ai thấu cho kiếp nghèo chìm trong hạnh phúc mong manh, vì đời thế thái nhân tình nào ai có hay. Vậy là mình đã về được đến nhà. Kế hoạch của bà quá tuyệt vời. Đây mới chỉ là bước đầu thôi, con khoan mừng vội đã. Vậy bước tiếp theo con sẽ đuổi Phi Nhạn ra khỏi đây. Cô ta còn ở đây ngày nào là còn cái gai trong mắt của con. Không được, con tuyệt đối không được đuổi cô ta đi. Tại sao vậy ba? Không phải cô ta và đứa con trai của cô ta là hả bước trở ngại lớn nhất trên đường mình đòi lại tài sản của bà Khuê sao? Mình sẽ biến cô ta thành con cờ thí mạng. Ý ba là sao? Bằng mọi cách con phải giữ cô ta ở lại đây. Rồi đây, cả gia đình của bà Khuê sẽ nằm trong sợi dây thòng lọng này. Bà Khuê phải đền lại tất cả những gì tội lỗi bà đã gây ra với mẹ con. Con hiểu không? Dì Nhàn ơi, dì Nhàn ơi. À, ủa Thi, má con đâu rồi? Con tới đây làm cái gì vậy? Con đi về chứ không ai đóng tiếp cửa này vậy đó. Thi à, con làm cái gì vậy? Dạ chị. Cô chị mới qua chơi hả? Bên nhà có thiếu cái gì không? Để tôi lấy cho. À, dạ không, em dọn về đây ở luôn rồi mà chị. Cái gì? Ai cho cô về đây? Thì con không được hỗn. Bà nội cho cô về rồi. À, ba Hoàng với lại cậu Phước cũng đã đồng ý. Nếu như vậy thì chúc mừng cô. Qua đây ngồi nói chuyện đi. Em biết là chị đang nghĩ gì. Có phải là chị muốn dọn đi không? Em tới đây là khuyên chị đừng đi. Cô đừng có xạo. Cô nói thật là sau khi đi ra ngoài ở, cô thấm thía nỗi cực khổ của hai má con ngày trước. Bây giờ em có nói là em hối hận thì chắc hai má con cũng không tin đâu. Nhưng mà em vẫn phải nói. Chị à, chị ở lại đi, đừng đi đâu hết nha. Nếu tôi còn ở đây thì anh Hoàng sẽ rất khó xử. Tôi lúc nào cũng muốn cho cô Chi và anh Hoàng quay trở lại với nhau. Cái này là tôi nói thiệt lòng. Em cảm ơn chị đã nghĩ cho em. Bây giờ chị em mình hiểu rõ nhau vậy thì em càng tha thiết mong chị ở lại. Với lại bệnh tình của chị cũng đâu có còn được lâu đâu. Chị cần ở lại chỗ ở yên ổn để mà vui vẻ xung vầy bên con cái. Má con không có đi đâu hết á. Thì cô đâu có nói là muốn má con đi đâu đâu. Bé Diệu cũng dần chấp nhận chị là người thân trong gia đình rồi. Còn chuyện mà má giận chị em cũng biết nữa. Chị cũng hiểu tính má mà, rất là thẳng thắn bộc trực. Em về làm việc lại cho má đâu vào đó thì má sẽ nhanh chóng quên thôi. Nên vì vậy chị ở lại đi nha, chị đừng có đi. Giờ này mà chưa thấy hai cậu cháu nó về. Bà nội, hay là mình cứ ăn trước đi, rồi con cho ba với ông cậu về. Đâu có được con, phải chờ mọi người đầy đủ về mới được ăn chứ. Mẹ, sao mẹ không kêu ông ngoại ra ăn chung?
Ông ngoại bà ra phá mọi người, không ăn uống gì được đâu. Chà, đồ ăn thịnh soạn quá ta. Chị Hai, cả nhà chờ em về ăn cơm hả? Ủa ông cậu, ba con đâu rồi? À, ba con có một chuyện đi ra ngoài rồi. Công chuyện? Công chuyện gì? Chẳng phải là chị đã nói nó không được ra ngoài đi gặp khách hàng rồi nhập ba cái hàng tào lao về hả? Thì chắc nó ra dựa gạo có công chuyện, chị không cho nó làm ăn, nó ra ngoài dựa, nó canh dựa. Hồi sáng giờ tôi ngoài dựa gạo tôi mới về đó, tôi không thấy nó ngoài đó. Thôi không ấy mình bỏ đi, mình tập trung ăn cơm nha chị Hai. Đâu à, có phải là vì con ở nhà này mà anh Hoàng không về không? À, thì con phải cho ông Hoàng chút thời gian để cái chuyện mà con quay trở lại đây. Cái gì? Cái gì mà cần phải có thời gian để chấp nhận chứ? Ủa, trước giờ vợ con vẫn ở đây mà. Nếu mà nó không thích á, dọn ra ngoài mà ở đi. Bà nội đừng có đuổi ba con. Không phải, bà nội không có đuổi ba con. Nhưng mà bây giờ bà nội tôn trọng mọi người lắm, ai muốn làm gì thì làm, tùy, bà nội không cấm cản. Không được, ba vào lại đây chứ bà nội. Thức à, có cô ở đây chắc ba con không bao giờ về đâu. Vậy tụi mình phải làm cho ba về mới được. À, con có cách rồi. Thôi con đừng làm gì hết á, con có làm gì á thì ba Hoàng cũng không thoải mái, mà nếu không thoải mái thì không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng hết. Con nói vậy chẳng khác nào con không cần thằng Hoàng nữa chứ. Con cần một người chồng thật sự, chứ con không cần một người chồng mà bị ép buộc như vậy. Con cũng đã có suy nghĩ đó trước khi ra khỏi đây rồi. Đông vui quá. Ha. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa bạn mới tới nào vậy? Bạn tới đây chi vậy? Bạn tính vô đây ăn cơm à? Ăn cơm với bạn này à? Không, không có mời bạn đâu, bạn đi ra. Ra đi, ai về đi. Ông này riết rồi, lần nào ông đếm cũng dương người. Thì hai, riết rồi nhà mình giống như là con ma vậy. Cậu à, ba con. Thôi được rồi, cậu hiểu rồi nha. À, nào mình kêu bạn tới nha. Bạn, à, ngồi xuống ăn cơm chung với gia đình xuống nghe. Thôi mình không ăn cơm đâu. À, sao vậy? Mình buồn ngủ á. À, vậy bạn đi ngủ nha. Không, mình ngủ đâu. Tại nhà quá giật, quá giật. Thôi, mình không ngủ. Nè. Bạn nghe mình nói nè. Bây giờ á, mình sẽ đưa bạn vô phòng ngủ bảo đảm không có con quái vật nào hết, được không? Không quái vật nào hết. Ừ. Đi. Không có quái vật. Đi. Ê, vào phòng nghe. Phòng á. Thôi, coi từ xong. Đây, bạn như đây nha. Trời ơi, sợ lắm. Ơi, không có sợ, trong đây không có con quái vật nào đâu. Không có quái vật hả? Ừ. Bây giờ nè, bạn chỉ cần nhắm mắt lại là không có con quái vật nào hết. Bây giờ bạn ra ngoài cho mình ngủ đi ha. Bạn ngủ nha. Ra ngoài đi. Cậu với con ra ngoài để cho ba con ngủ. Không, mới để con Chi nó ở lại với tôi. Bạn còn sợ hả? Bạn mập ở lại ru bạn ốm ngủ nha. Ru ngủ hả? Thôi ngủ đi. Cậu. Cậu đang ru ba con ngủ mà. Thôi cậu. Dạ thôi không cần đâu cậu, con cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu qua ăn với má đi, con thấy cậu má đang chờ cậu ăn đó. Cậu đâu có đói bụng đâu. Cậu, má đang chờ cậu, con thấy má ngồi chờ cậu đó. Cậu về đi nha. Về ăn cơm với má đi ha. Ngủ nha. Má ăn cơm nha. Cái thằng Phước này sao? Nó là bị khùng chứ không phải là ba. Ổng vô tính vậy đó ba à. Ủa mà tự nhiên ba tung cửa chạy ra ngoài làm gì vậy? Thì ba phải giả khùng để ba ngăn cản con nói tiếp đó. Nãy ba rình, ba nghe hết rồi. Con dẹp bỏ cái ý định mà con không cần thằng chồng của con đi. Có chồng á mà cũng như không á, thì con cần làm gì có chồng. Con chỉ cần á lấy lòng bà má chồng là đủ rồi. Con sai rồi. Dù cho con có lập công thế nào với bà Khuê chăng nữa, đối với bà không quan trọng bằng cái thằng con nói dỗ trong đường của bà đâu. Ha. Bởi vì ba khuyên con á là dẹp bỏ ngay cái ý định của con đi nha. Bây giờ con làm sao á, làm gì làm cũng không bằng thằng Hoàng. Con phải làm sao con kéo thằng Hoàng về cái phía con hiểu không? Con biết rồi. Ủa mà ba, tự nhiên ba tung cửa chạy ra làm gì? Chờ con vô phòng nói chuyện cũng được mà. Không lẽ mà ba giả khùng riết ba đi lậm luôn hay sao ta? Hả?
ba nói cái gì vậy? Ba đừng có làm con lo nha. Hay là ngày mai con đưa ba đi kiểm tra, coi chừng ba còn bị di chứng á. Vậy ba tỉnh lắm, đóng khùng đâu con, cười quá. Tự nhiên đó. Ông không có bị khùng. Ông rất là tỉnh. Đang tỉnh đúng không? Đúng rồi. Mình tỉnh á, mình không có khùng. Ai nói mình khùng, mình giận á. Giận á. Bạn ốm đâu có bị khùng đâu. Nè, bạn mập đang kẹo cho bạn ốm nè. Kẹo hả? Cảm ơn bạn nha. Đi cho dễ ngủ. Mỗi lần bạn mập á mà khó ngủ là bạn mập ăn kẹo vô là dễ ngủ liền. Mình thích ăn kẹo. Cảm ơn bạn mập mà. Cảm ơn bạn. Mà cậu, sao cậu vô đây được vậy? Cái này phòng của cậu mà. Cậu có chìa khóa. Ủa mà sao tự nhiên con khóa cửa chi vậy? Con, tại con sợ ba con tung cửa chạy ra ngoài làm mọi người sợ nữa. Con này, tào lao hết sức luôn. Ba của con để cho cậu lo cho, cậu chịu trách nhiệm hết, yên tâm, biết không? Thôi đi về mà ăn uống ngủ nghỉ gì đi. Đi. Ba nghỉ cho ba. Biết rồi, để đây cậu lo cho. Vậy nha, con dạy mà nhớ chưa? Dạ nhớ rồi, nhớ và làm theo lời anh nha. Dạ. Anh Xui làm gì vậy? Thôi bà, con xin lỗi bà, con không biết tốt rồi mà. Ngoại ngứng đi, bà nào không có con ấy đâu. Ông ông ngoại, ông ngoại đang ngủ mà, ông ngoại qua đây chi vậy? Ông ngoại đến ra đây tìm hai đứa chơi. Ông ngoại thấy hai đứa chậm nói chuyện, ngoại không có dám vô. Trời ơi, sao trong phòng không ở? Ra đây làm gì gây chuyện cho mọi người lo lắng vậy? Không phải lỗi của ba con đâu. Má nghĩ có lẽ là tại vì ở chỗ này lạ, chỗ này rộng quá cho nên ba con mới đi lạc gì đó. Dạ vậy con xin phép cho dắt ba về phòng má. Chi à, má đang tìm gặp con nè. Dạ, chuyện gì vậy má? Đi gặp khách hàng cho má. Cái mối này cũng lâu lắm rồi, mình không có liên lạc. Tình cờ má lục lại một số hóa đơn cũ, xưa lắc xưa lơ má mới tìm thấy. Biết đâu ông khách này có gạo lợi ngon cho mình đó. Mà má còn nhớ ông khách này thích gặp ở cái quán nước ngay dưới chợ xã đó. Con chịu khó đi tìm cho má. Dạ, con dắt ba con về phòng rồi con đi liền nha má. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, không có gì nữa. Đi nha bạn. Đi nha ba. Nè, hai đứa chơi với ông ngoại đó, chăm sóc ông ngoại cẩn thận hay chưa? Thôi nội đi ha. Cô chết, chuyện với con gì vậy? Em yên tâm đi, bà nội nói cô chơi gặp khách ở chợ xã. Chỉ cần mình tranh thời gian chính xác là thành công thôi à. Không biết bà đang ở đâu nữa nè. Hình như bà đang ở chỗ má anh á. Mình ra đó coi thử thôi. Nhạc, em sao vậy? Sao anh nghe Liêm nói là sáng nay em vác cái bao gạo. Em biết bao gạo nặng lắm không? Sao mấy chuyện nặng nhọc gì không đưa anh Liêm anh làm? Em làm chi vậy? Em đâu phải là phế nhân đâu mà không làm được. Không, anh biết ý anh không phải là vậy. Nhưng mà tại vì anh lo cho em thấy em làm mấy chuyện nặng nhọc gì gán sức lúc đó là tái phát bệnh nữa đó. Cô chị về nhà rồi, anh nên dành thời gian chăm sóc cho cổ đi. Lại chi nữa? Em dù gì thì cũng có con mà. Anh biết rồi, nhưng mà cô Chi cũng muốn về nhà của cổ thì cổ cứ về đi, không có ai cản hết á. Chứ lại đâu có ai bắt anh là phải về đó chăm sóc cho cổ. Cuộc sống ai á, người đó sống đi cho nó khỏe. Cô Nhạn ơi, chỉ có làm bài tập này với. Sao thức con không chỉ bài cho em con? Ba ơi, con có chuyện muốn nhờ ba. Ba đi theo con đi. Khoan đã, có chuyện gì thì con cứ nói cho ba nghe đi. Hả? Rồi dịu nữa. Là mẹ con đâu, con không nhờ mẹ con mà nhờ cô Nhạn chỉ bài tập cho con làm gì? Dạ mẹ ra ngoài làm việc cho bà nội rồi ba. Ba, đi đi ba, đi lẹ lên. Ba chưa nói chuyện. Đi. Chị với con đi, để mấy chịu em lo. Đi. Xong hả? Đi đi. Chuyện gì mới được? Con kệ chứ, đi theo con đi. Để cô chỉ bài cho con nha. Dạ. 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 Mẹ lên. Dạ con. Mẹ đi theo con. Dắt ba tới cái quán này làm cái gì? Hả? Nó đi theo con mà. Đi nói cho ba nghe coi. Đi. Dạ.
Ủa chơi, tôi còn uống nước này hả? Ủa hả? Anh Hoàng, hai người đi đâu vậy? Dạ, con đòi ba chờ con ra uống nước. Tình cờ quá ha, hay là vô ngồi chung đi. Đi chỗ khác, đi chỗ khác. Ba, sao có cô chị ở đây mà. Mình đi đâu nữa, đàn đông ngoài vui chứ. Đó, đông vui gì đâu, ba cũng thích, hiểu không? Đi. 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 Đi ba. Đi vô ngồi. Ba chơi cũng không có đến rồi, nhìn con. Ba ngồi được rồi. Không, không, con đây nè. Ba ngồi được rồi. Không. Không, không, không. Dạ, cho cho hai ly này giùm con. Cho có hai ly nước cam. Cái gì? Tự nhiên kêu có hai ly nước vậy? Con một ly, hai người một ly. Ba nghe thiệt như vậy luôn, hai đứa nhỏ nói vậy luôn hả ba? Ừ, thiệt mà, ba nghe rõ từng chữ một á. Nhưng mà tại sao thằng Thức nó lại muốn con quay về với ba của nó? Chắc chắn thằng nhỏ đã thương lòng bởi hoàn cảnh của cha con, ông cháu mình bữa giờ rồi. Thằng nhỏ con vậy mà dễ thương lắm con. Vậy thì bây giờ con phải làm gì bây giờ? Thì con phải làm theo kế hoạch của tụi nhỏ chứ làm sao nữa. Nhưng mà con cứ giả bộ như là con không biết, có vậy mình mới khai thác tụi nhỏ hoài được, con biết chưa? Dạ. Nè, có phải cái chuyện này cho em sắp đặt đúng không? Sắp đặt gì anh? Ý anh là sao? Ba, con đã đói rồi, hay ba gọi gì ngon ngon cho ăn đi. Uống nước nhanh rồi đi về. Ăn cơm á thì về nhà ăn cơm. Đúng là con thức thì con cứ kêu đi, cô đãi. Dạ. Vậy con cái có gì vậy? Anh nói rồi, ở nhà có cơm á thì ăn cơm. Tự nhiên ở nhà có cơm cái phung phí ra như vậy làm sao mình có được? Vì em chỉ muốn làm cho con vui thôi mà. Ba ơi, đừng có la mẹ. Mẹ muốn làm cho con vui mà. Vậy con mới xưng cô Chi bằng mẹ hả? Dạ. Ai cho phép con xưng hô cái đó vậy? Con nói vậy có còn gửi đi ba. Lấy dịu gọi má con là má. Con đâu có giọt đâu. Thức à, ba con không có vui đâu. Con đừng có làm ba con giận. Ba, con nói là thương con, mà sao chuyện này nó lại la con? Chắc chắn nó không thương con rồi. Ba rất là thương con, nhưng ba không thích con làm như vậy, con hiểu không? Ngồi anh. Anh lại uống đi. Làm gì vậy? Không uống hết là con khóc nha. Uống đi. Uống chung ly á hả? Anh lại uống đi. Để lên. Hôm nay tôi sẽ đãi bạn. Đó, tôi đi vậy nè, tốt. Ba, không. Hai người làm cái gì vậy? Như vậy ba mẹ mới về với nhau đi chị hai. Em có hôn đi không? Không biết cái thằng Phước này nó cho ăn kẹo là uống thuốc ngủ rồi. Kẹo đâu mà ngủ chết luôn. Bà vui quá, vui quá. Bạn vô thăm mình hả? Bạn vô chơi với mình hả? Hư chào bà Hư nha. Làm có gì đâu. Ủa sao bạn vô đây được hay vậy? Tôi có chìa khóa, ở nhà này phòng nào á tôi có chìa khóa hết á. Nè, hư lắm nghe chưa, không có quan tầm bậy tầm bạ như vậy. Nè, ở trong đây á không khí ngột ngạt quá chứ gì. Để ngày mai á tôi la con Chi, rồi tôi kêu con Chi á cho anh ra ngoài để hít thở không khí tốt hơn. Ở trong phòng này ngột ngạt quá rồi anh bực bội, anh quăng đồ đạc tùm lum đúng không? Chiến lược kinh tế. Ủa, con Chi nó đâu đọc sách này đâu. Thường thường là tôi thấy nó đọc tiểu thuyết tình cảm không mà. Bởi vậy nó bắt tôi đọc á, nó bắt tôi đọc mấy cái sách này nó khùng hơn tôi nữa. Mà tôi đi kiếm hoài ba cái chuyện tranh mà không có. Anh thích truyện tranh chứ gì? Được rồi, để ngày mai á tôi sẽ mua cho anh một tủ truyện tranh để anh đọc nha. Được á, cảm ơn bạn nha. Rồi, nè,
uống thuốc đi. Cái gì vậy? Thuốc gì? Tôi không uống đâu. Nè, cái này là thuốc bổ, anh uống đi. Ôi bà đừng có gạt tôi nha. Bà giả bộ bà tưởng tôi khùng mà. Bà bắt tôi uống thuốc khùng, tôi không có uống đâu. Tôi không bị khùng, tôi không uống đâu. Nè, bà nghe nè. Tôi thấy anh hay lên cơn, cho nên tôi nhờ người quen mua giùm thuốc này để cho anh uống. Thuốc này công dụng tốt đó, thuốc bổ, uống cho bổ não nè. Uống đi. Sao? Anh có muốn vô bệnh viện tâm thần để chữa bệnh lại không? Không muốn cái gì? Không muốn thì uống đi. Ừ, giỏi. Được đóng kịch nữa được không? Nếu như không có bé Thi á, nó lật mặt. Coi như màn kịch của cô á, nó hoàn hảo quá rồi đúng không? Hả? Nè, anh có làm gì đâu không? Con không làm gì hết hả? Con nói con không làm gì hết sao? Chuyện gì vậy? Hả? Đó, con nói con dâu của má thay đổi. Con thấy đâu có thay đổi gì đâu. Chi á, lợi dụng hình thức. Để mà hình thức á, nó sắp đặt cho con với lại Chi. Giống như hai đứa bây giờ đang hẹn hò với nhau vậy đó. Làm gì sao mà có được? Sao không được con? Vợ chồng mà. Hẹn hò với nhau là chuyện bình thường. Ôi má ơi, con thấy thôi lúc nào má cũng bao che cho con người. Một con người thú đoạn như vậy vậy? Nè, má không bao che. Đứa nào làm đúng, má nói đúng. Đứa nào làm sai, thì má nói sai. Nghe má đó. Cái chuyện em về căn nhà này ở, anh không có ý kiến rồi. Còn bây giờ anh xin em là vợ buông tha được đi. Để cho Niên đi có được không? Hả? Với lại mấy đứa nhỏ nữa. Em đừng có lôi kéo mấy đứa nhỏ vô bất kỳ mấy cái mua đồ gì của em hết á. Mẹ đâu có mua đồ gì đâu, là do con với anh Thất bày ra mà. Cái gì? Tại vì con muốn ba mẹ yêu thương nhau cho nên con mới làm như vậy. Con làm vậy đúng không bà nội? Con làm đúng, đợi ủng hộ con. Chịu, không có hình thức. Mà bây giờ tới con đó sao? Dạ đúng, mẹ hoàn toàn không biết cái gì hết. Ba ơi, nếu ba không thích á, thì con với anh Thất sẽ không bày ra nữa. Nhưng xin ba đừng coi mẹ như kẻ thù. Ba xin lỗi con. Con không cần phải xin lỗi Diệu. Mà người con phải xin lỗi á, là vợ con kìa. Bởi vì con đã làm lỗi với nó. Thôi nghĩ hoàn kìa. Được. Thành. Thôi con à, dạy nó đi, đừng có buồn đó, nha con.